chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, trước hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi để ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món canh rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ lại cho tôi các bạn nhé. Bởi vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng, thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo một cái mùi thơm các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này. Cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu ngót này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau ngót này để nó mềm các bạn này. Xào với một xào ngót rồi đấy các bạn nhé. Đấy, mình đang xào và ngót thì mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Thank you.
cứ mình đã xào một lát thì như thế cho nước vào các bạn nhé. Giai đoạn đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít, đây là một cay này. Mình sẽ cho một cay vào. Đấy. Để nó sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu với lòng ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vòi nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẻ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ lại cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nếu như chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của ta dụng, vì vậy chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành nhỏ để chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này. Cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu ngót này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau ngót này lên mềm các bạn này.
xào và ngót cho mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đợi đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Rồi mình sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nếu như chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng, vì vậy chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên.
phải chơi với cái dòng hốt này vào các bạn nhé, chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái dòng mốt này lên mềm các bạn này. Xào với một trong mốt này các bạn nhé. Đấy, mình đang xào vào mốt lên mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra lại đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Để mẹ sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây. Thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để nấu này. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy có tác dụng thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải
bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành nhỏ, chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu hốt này vào các bạn nhé, chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau muống này để nó mềm các bạn này. Xào cái một xào mốt này, này các bạn nhé. Đấy, mình đang xào và mốt thì mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm tại vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đặt đấy ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Để nó sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi.
Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, trước hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món canh rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ lại cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng, thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ, chúng ta sẽ phi lên tạo một cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào, chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu ngót này vào các bạn nhé, chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau ngót này để nó mềm các bạn này. Xào với một xong ngót rồi đấy các bạn nhé. Đấy, mình đang xào vào ngót thì mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà.
khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Giai đoạn đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Rồi mình sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nếu như chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong này nó khó mà phân hủy của tác dụng, thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu ngót này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau ngót này lên mềm các bạn này. Thank you.
bạn nhé. Đấy, mình đang xào và ngót lên mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra lại đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít, đây là một canh này. Mình sẽ cho một canh vào. Đấy. Rồi mình sẽ sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để nấu này. Để nấu món canh rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong này nó khó mà phân hủy của tác dụng, thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành nhỏ và chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này. Cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Mình sẽ phi cái hành này lên.
ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau muống này lên mềm các bạn này. Xào với một trong mốt rồi đấy các bạn nhé. Đấy, mình đang xào và mốt lên mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm tại vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đợi đấy ra ngoài thôi. Sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít, đây là một canh này. Mình sẽ cho một canh vào. Đấy. Để mẹ sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vòi nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẻ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ lại cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải
bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ, chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu hốt này vào các bạn nhé, chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái dầu mốt này để nó mềm các bạn này. Xào với một xong mốt rồi đấy các bạn nhé. Đấy, mình đang xào vào mốt thì mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm tại vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đợi đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít, đây là một canh này. Mình sẽ cho một canh vào. Đấy. Rồi mình sẽ sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi.
Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, trước hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi để rau xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món canh rau ngót ngon thì đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nếu như chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của ta dụng, vì vậy chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành nhỏ. Chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu ngót này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau ngót này lên mềm các bạn này. Xào với một xào ngót này các bạn nhé. Đấy, mình đang xào và ngót thì mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Thank you.
sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta cho nước vào các bạn nhé. Ra đặt đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Rồi mình sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Bởi vì rau ngót nếu như chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy có tác dụng, thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này. Cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu ngót này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau ngót này lên mềm các bạn này. Thank you.
với một xào ngót này, các bạn nhé. Đấy, mình đang xào và ngót lên mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm, tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đợi đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Để nó sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vòi nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để nấu. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ lại cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy có tác dụng, vì vậy chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này. Cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Mình sẽ phi cái hành này lên.
chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau ngót này để nó mềm các bạn này. Xào với một trong ngót này đấy các bạn nhé. Đấy, mình đang xào vào ngót thì mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm tại vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đợi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Để nó sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vòi nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món canh rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ lại cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nếu như chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của ta dụng, thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải
bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ, chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu hốt này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái dầu mốt này để nó mềm các bạn này. Xào với một xong mốt rồi này các bạn nhé. Đấy, mình đang xào vào mốt thì mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đợi đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Rồi mình sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong.
Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn, với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, trước hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi để ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để nấu này. Để nấu món canh rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Bởi vì rau ngót nếu như chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng, thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu ngót này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình sẽ xào cái rau ngót này để mềm các bạn này. Xào cái rau ngót này các bạn nhé. Đấy, mình đang xào rau ngót lên mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà.
khi mình đã xào một lát thì thầy cô nước vào các bạn nhé. Ra đợi đi ra ngoài con. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Để nó sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để nấu này. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này. Cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu ngót này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình sẽ xào cái rau ngót này để nó mềm các bạn này. Thank you.
với một xào ngót này, này các bạn nhé. Đấy, mình đang xào và ngót lên mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nha. Ra đoạn đấy ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Để nó sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ lại cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nó nếu như chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng, thì vậy chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này. Cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Mình sẽ phi cái hành này lên.
ta sẽ cho cái dòng hốt này vào các bạn nhé, chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái dòng hốt này để nó mềm các bạn này. Xào với một trong ngót rồi đấy các bạn nhé. Đấy, mình đang xào vào ngót thì mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đợi đi ra ngoài con. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Rồi mình sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nếu như chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng, vì vậy chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước
Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ, chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu hốt này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái dầu mốt này lên mềm các bạn này. Xào cái xong mốt rồi đấy các bạn nhé. Đấy, mình đang xào vào mốt thì mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm. Tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta sẽ cho nước vào các bạn nhé. Ra lại đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít, đây là một canh này. Mình sẽ cho một canh vào. Đấy. Rồi để sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi.
Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, trước hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món canh rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ lại cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng, thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu ngót này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau ngót này cho mềm các bạn này. Xào với một xào ngót rồi đấy các bạn nhé. Đấy, mình đang xào và ngót lên mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm tại vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Thank you.
khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đoạn đấy ra ngoài thôi. Sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Để nó sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vòi nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẻ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ lại cho tôi các bạn nhé. Bởi vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng, thì vậy chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành nhỏ. Chúng ta sẽ phi lên tạo một cái mùi thơm các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này. Cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu ngót này vào các bạn nhé. Chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau ngót này lên mềm các bạn này. Thank you.
xào bằng ngót trên mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đợi đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Rồi mình sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đây các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để nấu. Để nấu món cây rau ngót ngon thì đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nếu như chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của ta dụng. Vì vậy chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này. Cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên.
cho cái dòng hốt này vào các bạn nhé, chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình phải xào cái rau muống này lên mềm các bạn này. Xào với một xong ngót rồi đấy các bạn nhé. Đấy, mình đang xào và ngót lên mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm tại vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta phải cho nước vào các bạn nhé. Ra đặt đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít, đây là một canh này. Mình sẽ cho một canh vào. Đấy. Rồi mình sẽ sôi lên các bạn. Mình sẽ cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong. Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, thứ hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi rẽ ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu này. Để nấu món cây rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ lại cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy có tác dụng, thì chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải
bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị mình một ít hành nhỏ, chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào. Chút xíu thôi các bạn nhé. Và mình sẽ phi cái hành này lên. Và chúng ta sẽ cho cái dầu mỡ này vào các bạn nhé, chúng ta xào lên các bạn nhé. Đây. Đây mình sẽ xào cái rau ngót này lên mềm các bạn này. Xào với một xào ngót này các bạn nhé. Đấy, mình đang xào và ngót lên mềm các bạn ạ. Cái nấu này thì nó rất là thơm vì và nó rất là mềm tại vì chúng ta đã cho hành vào mà. Sau khi mình đã xào một lát thì chúng ta sẽ cho nước vào các bạn nhé. Ra lại đi ra ngoài thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vào các bạn nhé. Mình cho một ít, đây là một canh này. Mình cho một canh vào. Đấy. Để nó sôi lên các bạn. Mình cho rau sôi lên là được các bạn nhé. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về cách nấu món rau ngót. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nhé, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về cách nấu là món rau ngót xào. Xin mời các bạn theo dõi. Đây là cái phần rau ngót mình đã rửa xong.
Trước khi chúng ta đưa vào xào nấu thì các bạn với rau ngót thì chúng ta cần phải vò nhỏ để nó sẽ không bị dai các bạn nhé. Đây, xin mời các bạn hãy làm theo mình. Đây, trước hết là mình sẽ vò nhỏ phần rau đi. Sau khi để ráo xong thì chúng ta sẽ vò nhỏ phần rau này đi các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, đây là rau ngót chúng ta đã vò nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để nấu này. Để nấu món canh rau ngót ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải rửa sạch và vò nhỏ ra cho tôi các bạn nhé. Tại vì rau ngót nó nếu chúng ta không vò thì nó rất là dai và nhiều khi những cái chất trong đây nó khó mà phân hủy của tác dụng, vì vậy chúng ta cần phải vò nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để nấu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu rau ngót này. Trước hết là các bạn phải bật bếp lên cho mình. Đây, chúng ta sẽ trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành nhỏ thì chúng ta sẽ phi lên tạo ra cái mùi thơm các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho một ít dầu vào các bạn này, cho dầu ăn vào.